Rồi xin chào tất cả các anh đã đến với kênh kho đồ nghề Nhật Bãi của em. Thì đây là clip số 622. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các anh bằng cách là chốt mã sản phẩm mình yêu thích, like và đăng ký kênh giúp em. Quy cách mua hàng bên em là các anh chuyển khoản thì em sẽ bao ship. Còn ship code thì phí vận chuyển các anh thanh toán cho vận chuyển giúp em. Thời gian các anh nhận được hàng trung bình là 5-7 ngày. Thì hôm nay em sẽ lên tổng cộng là 31 mã sản phẩm. Em xin phép lên mã đầu tiên ngày hôm nay ạ. Và mã đầu tiên ngày hôm nay đó chính là một cặp kẹo Bixxay của Đức nha các anh. Đây, hàng của Germany ha. Đó, cái dòng Bixxay này thì nó rất là nổi tiếng rồi ha các anh. Đó, như anh thấy đây. Đó, anh thấy không? Thì đối với cái như cái cặp này á thì tổng cái chiều dài của nó ha, tổng cái chiều dài chân của nó ở đây là tầm này là dài tầm tổng chiều dài đây là tầm khoảng 26 cm nè. Đó, cái trục ở đây là tầm này là tầm khoảng ở đây là tầm 9 cm nè. Đó, còn cái chân đây của nó là tầm 20 cm ha các anh, 20 cm ha. Đó. Đó là các cái chiều dài đồ của nó ha. Ở đây thì ở đây là một cặp hai cây nha các anh, một cặp hai cây ha. Đó, các anh thấy không, thì cặp này thì một cái thì nó còn rõ chữ nè. Đây, còn cái cây bên đây thì như là nó bị kiểu như khi mà mình mài mình vệ sinh nó thì nó bị mất cái chữ ở đây nè, nhưng mà các anh thấy là nó hai cái là giống nhau hoàn toàn nha, không có khác gì hết. Đây, giống nhau từng cái chốt rồi tới từng cái kẹo, từng cái ốc đồ là giống nhau y hệt ha các anh, không có khác gì hết trơn ha. Đó, thì hai cây cùng hãng luôn. Đó, các anh thấy không, này nó giống nhau này, giống nhau này. Đó, các cái đường ren đồ là ok hết. Và những cái con này thì dùng dạng kẽo, dùng để kẹp với các anh, kẹp chi tiết, kẹp hàng các kiểu đều ok ha. Và nó chịu được cái lực xoắn vặn tốt. Thì nói chung anh nào mình xài cái dòng Bixxay của Đức này thì anh biết là rất là khỏe nha, rất là khỏe luôn. Dạ rồi, con này mã số 1 giúp em. Cặp này giá là 730.000 nha các anh. Mã số 1 730.000 ạ. Và mã số 2 là một con cờ lê lực của SEK ha, của SEK. Con này thì cái ngàm của nó sẽ là ngàm 17 nha các anh. Ngàm của con này là 17 ha. Các anh thấy các cái ngàm của nó còn rất là đẹp, không có bị sứt mẻ gì hết ha. Lực của nó là 18 Nm nha các anh, lực 18 Nm. Con này tổng chiều dài của nó là 22 cm, mã số 2. Giá của nó là 650.000 nha các anh. Con này hoạt động tốt ha, anh nào mình xài trong điện lạnh các kiểu thì cực kỳ ok nha các anh. Mã số 2 650.000. Và mã số 3 là một con kìm bóp chết mỏ nhọn ha. Dòng này là của nhà Vice Grip, hàng của Mỹ nha các anh. Đây, các anh thấy nè. Đó, con này là dòng một chữ ha. Đó, hàng của David USA Watersen thì thuộc là những cái dòng dạng đời đầu của nó ha các anh. Thì nó là thuộc trong những cái chất thép nó rất là tốt luôn. Với con này có cả cái lưỡi cắt luôn ha các anh, có cả lưỡi cắt luôn. Tổng chiều dài của mã này thì tương đương tầm khoảng là 22 cm nha các anh, 22 cm ha. Đó, thì bây giờ em sẽ mở bên trong cái phần răng lợi cho các anh. Đây, các anh thấy nè. Đó, răng lợi mã này vẫn còn rất là ok nha. Răng lợi con này là đẹp nha các anh. Đó, mã này răng lợi đẹp giúp em nè. Đây, đó, các anh thấy không? Ừ, ngàm miệng đồ là ok hết ha, ngon lành cành đào. Dạ rồi, con này mã số 3, giá của nó là 650.000 nha các anh. Mã 3, 650.000. Đó, con này để mình xài sưu tầm các kiểu đều ok hết nha các anh. Mã 3 ạ. Và mã số 4 là một con vòi xịt nước của nhà Kakudai. Dòng này dòng size lớn rất là đẹp nha. Dòng này là một trong những cái dòng cao cấp của nó này các anh. Đó, thân đai là đai thép hết này, các anh thấy không, cực kỳ đẹp luôn ha, ngon lành cành đào. Các cái chốt này là chốt đồng luôn nè. Tổng chiều dài con này nó phải lên tới là tầm khoảng là, tính từ đầu đi xuống tầm là 20 nè ha, còn tính cái trục thân chính ở đây thì khoảng là 17 nè. Đó. Đó, nên là con này nó là thuộc cái dòng size nó lớn để các anh có thể là mình tưới mình cầm đồ là ok hết. Và đặc biệt con này á, là nó có một cái cơ chế ở đây là nó khi mà các anh khi mà mình bấm mình điều chỉnh á thì nó sẽ có thể là lấy thêm khí ở các cái bên ngoài ở đây nè, nó dạng ép các khí áp bên ngoài đây này để nó vô, để nó có thể là điều chỉnh hơn để giúp cho mình làm nó tốt hơn luôn ha. Nên cái con này nó khá là hay ở đây nè.
đây nó có mấy cái lỗ ở đây này đó, dạng điều chỉnh đó các anh, nó lấy thêm cái không khí áp suất bên ngoài vô để nó làm ha. Đây khi mà các anh điều chỉnh ở đây thì có cái khóa ở đây này, các anh chỉ cần khóa lại thôi ha, khóa lại là mình không có cần phải bóp liên tục nữa mà nó sẽ tự nó tưới luôn cho mình ha các anh. Đó ví dụ như các anh muốn điều chỉnh là tưới phun hay là tưới vò gì đó thì các anh điều chỉnh cái chốt này giúp em ha. Dạ rồi, con này mã số 4, giá của nó là 480.000 nha các anh. Con này hàng rất là đẹp nha, một con duy nhất ha các anh, mã số 4 480.000. Và mã số 5 là một con cần lực ha các anh. Con cần lực này của nhà Tonichi ha. Cần lực này là của nhà Tonichi giúp em. Con này size của nó là từ 10 cho tới 50 Nm nha các anh, 10 đến 50 Nm. Đầu của nó sẽ là đầu 3/8. Đây các anh coi các cái trục nè, 10 đến 50 Nm ha các anh. Đó. Chỗ này thì nó sẽ có các cái đầu khóa mở khóa lực ok hết. Chỉ có cái chỗ này nè nó hơi rách chút xíu nhưng mà nó không có ảnh hưởng ha các anh, con này nó không có bị ảnh hưởng gì đâu ha. Đó, hoạt động đều tốt ngon lành cành đào, tổng chiều dài của nó sẽ là 26 cm. Dạ rồi, con cần lực mã số 5 nha các anh, cần lực mã số 5 giá của nó là 750.000 ạ, mã 5 750.000. Và mã số 6 là một con kìm mỏ quạ của Craftsman. Con này hàng của USA giúp em ha. Con này hàng của Craftsman Mỹ ha. Thì với các anh thấy là cái chiều dài con này nó cũng cực kỳ là tốt rồi. Nó dài lên tới tầm 27,5 cm nha các anh. Đó, bên trong răng lợi thì nhìn chung thì nó vẫn còn ok ha. Các anh dùng để mình sử dụng làm việc là con này nó đều đáp ứng được rồi ha. Đó. Dòng này thì cái chất thép dày dặn và cái size của nó dài, nó rất là dễ giúp các anh mình có thể là kẹp vặn giữ đều ngon hết. Dạ rồi, con này mã số 6, giá của nó là 300.000 nha các anh, mã 6 300.000. Và mã số 7 là một con mỏ led của MCC nha các anh. Thì như các anh có thể thấy là về phần ngoại hình con này vẫn còn rất là đẹp và mới luôn. Cái chất thép của nó là cái chất thép rèn ở bên ngoài được bọc chrome chống rỉ ha các anh. Size là 25 cm. Hàng của MCC chuyên dùng con này, nó có thể vặn nặng được hàng nội địa ha. Đây là về phần nghềm của nó này. Đây, nghềm con này mở tầm 30 mm, tương đương là 3 cm ha. Các anh thấy nghềm miệng là đẹp nè. Đó, êm mượt trên từng đường trượt luôn, không có bị rơ lát nha các anh, không có bị rơ lát ha. Đó, rất là ngon. Dạ rồi, con này mã số 7 giúp em. Con này mã số 7, giá của nó là 300.000 nha các anh, mã 7 300.000. Và mã số 8 là một con mỏ led của Banco ha các anh. Con dòng này thì là mỏ led Banco 8 in đến từ Sweden của Thụy Điển. Chất thép của nó là chất thép đen. Đó, tổng chiều dài của nó tầm là 20,5 cm. Giờ em sẽ mở bên trong của nó, nghềm miệng cũng còn rất là ok, không có bị rơ lắc, êm mượt nha các anh. Đây các anh thấy nè, nghềm miệng bên trong nè. Đó, các anh thấy không, vẫn còn rất là ok ha. Tổng chiều dài của con này, cái nghềm của nó mở rộng là 2,8 cm ha các anh. Con này là 2,8 cm. Đó. Dạ rồi, con này mã số 8 giúp em ha. Mã số 8, mỏ led Banco giá là 350.000 nha các anh. Mã số 8, 350.000 ạ. Và mã số 9 là một con kìm cắt cộng lực. Con này là kìm cắt của Fujiya giúp em ha. Đây, Fujiya hàng của Nhật. Đây, logo của nó ha các anh. Và phần lưỡi cắt thì như các anh thấy là lưỡi cắt con này vẫn còn rất là đẹp này, không có bị hở hiếc gì đâu nha các anh. Đó, lưỡi cắt tốt giúp em. Cái tay cầm của nó là cũng còn đẹp này, không có bị rách rưới gì ha. Đây, Fujiya này, các anh thấy không? Đó, cắt tốt. Tổng size con này sẽ là 22 cm. Mã số 9, giá của nó là 300.000 nha các anh. Mã số 9, 300.000 ạ. Và mã số 10 là một con cờ lê 4 số của nhà Sankey. Con này thông số của nó sẽ là 19, 21, 22 và 24. Con này nói về phần
các cái đầu của nó, thì các anh thấy là các cái đầu con này là còn đẹp nguyên này, không có bị sứt mẻ mòn miết nứt gì hết, đẹp nguyên ha. Tuy nhiên là về phần ngoại hình thì nó bị chóc cái lớp chrome bên ngoài, thành thử ra là nó nhìn nó không có được sáng ha, nó lộ cái chất thép bên trong của nó ra này các anh đó. Nhưng mà các anh thấy là nó cũng rất là ít khi bị rỉ, bị hen rỉ ha, đó cũng một cái hay của cái chất thép con này đó. Đây đó, nói chung là về phần ngoại hình thì nó không có ưa nhìn do nó bị chóc cái lớp bóng gương bên ngoài ra rồi ha. À, nên còn cái chất thép bên trong thôi, nhưng mà về xài hoạt động thì ok. Con này mã 10, giá của nó là 400.000 nha các anh, mã số 10 400.000. Và mã số 11 ha các anh, mã số 11 là một con cừu. À, con cừu này là của nhà Sanvit đến từ Thụy Điển ha. Thì đây là cũng là một cái thương hiệu, nó làm cừu cả về cừu về lưỡi hết sức là lâu đời, ngon lành cành đào nha. À, con này thì khá là hay, ngay cái trục của nó tay cầm ở đây thì nó sẽ làm bằng hợp kim nhôm, vừa dày dặn mà nó còn nhẹ nhàng bền bỉ, không có bị rỉ sét. Còn cái trục chính ở đây thì nó sẽ cân bằng lại là một thép ha, là một cái thanh thép ở đây, để khi mà cái anh cưa nó không quá nặng cũng không quá nhẹ, nó có một cái độ cân bằng nhất định, để khi mà em cưa nó mang lại cái cảm giác nó nhẹ nhàng, nó thoải mái nhất ha. À, ở đây thì em sẽ tặng các anh một cái lưỡi cưa kim loại là đến từ Nachi của Nhật, em tặng các anh một lưỡi ha các anh đó, lưỡi là lưỡi mới luôn đó ha. À, thì ngoài các anh có thể là mình gắn cái lưỡi này thì mà các anh có thể là điều chỉnh thêm cái thông số của cái lưỡi lên xuống, hoặc là xê dịch một chút xíu. À, có nghĩa là cái lưỡi nó sẽ dài hơn ngắn hơn tùy, để nếu mà canh lắp các size khác á đó, thì các anh canh chỉnh vào cái đầy để mình có thể là điều chỉnh nó ha. Và nó sẽ có hai cái đầu, để hai cái góc độ để mình đặt lưỡi để khi canh làm nó tốt nhất nha đó. À, con này thì hiện tại tổng chiều dài của nó là 31 cm, cái lưỡi cưa mà em đang dùng cho nó ở đây là tầm khoảng là 26 cm ha các anh, mã số 11 giúp em ha. Mã 11 con này giá là 680.000 giúp em ạ. Mã số 11 680.000. Và mã số 12. Mã số 12 là một con chỉnh lưỡi cưa ha, con chỉnh hông cưa đó, hoặc là các anh có thể dùng để mình chỉnh lại cái phần lưỡi, hoặc dùng mở rộng cái lưỡi cũng được, hàng của nhà Sôn Mát giúp em ha. Đây, thì các anh thấy khi mà mình làm thì nó sẽ có một cái lưỡi nhô ra như vậy, và các anh sẽ tự điều chỉnh các cái thông số ở đây cho nó hợp lý ha. Đó, dạ rồi, con này mã số 12 giúp em, giá của nó là 300.000 nha các anh, 12 300.000 ạ. Và mã số 13 là một con giũa của nhà TOA Nhật Bản. Con này là thuộc cái dòng giũa cao cấp, giũa kim cương ha, chuyên dùng để giũa dao kéo các kiểu đó. Thì như các anh thấy là đối với cái mã này thì các anh có thể là mình tự mình di chuyển được các cái góc độ của cái con giũa ha đó, nên là nó giúp các anh làm việc là cũng ok hơn, ngon lành cành đào hơn. À, tổng chiều dài của con này sẽ là 21 cm, với phần giũa của nó, phần lưỡi của nó là tầm 12 cm. Nếu mà tính hết cái phần này thì tầm khoảng là 13,5 ha. Mã 13 con này giá của nó là 400.000 nha các anh, 13 400.000 ạ. Dạ, 14 là một cái con dùng để gọi là con đầu nối dài đó các anh. Con này thì tổng chiều dài lên tới 25,5 cm, hàng của nhà khác của Mỹ ha, con này hàng của Mỹ giúp em. Và như các anh thấy là về phần cái con này nó dạng thép tặc và nó rất là khỏe, và cái size của nó size lớn, nên các anh có thể dùng để vặn nối mình dạng xay gọi là hạng nặng á, đều được đối với con này ha. Con này cực kỳ cứng và khỏe nè, cầm rất là chắc tay luôn các anh. Đầu của nó là đầu 1/2 nha, đầu 1/2 nha, các cái đầu là còn đẹp hết này các anh, hàng của Mỹ. Mã 14 con này giá là 300.000 nha các anh, 14 300.000. Và 15 là một con kìm. À, con kìm này vừa bóp chết và vừa có thể mở ốc chết được, hàng của nhà Engineer giúp em. Con này hàng của nhà Engineer, tổng chiều dài của nó tầm là 19 cm giúp em ha, hàng mới 100% chưa qua sử dụng. Con này là chưa qua sử dụng nha các anh, để các anh thấy là các phần răng lợi là còn nguyên hết nè đó, các phần răng lợi là còn nguyên hết, nó có lưỡi cắt hay các anh, có lưỡi cắt. Và như các anh thấy là cái đầu trên đây nó là thuộc cái dạng đầu cấu này, khi mà gặp những cái con ốc tì đầu các kiểu á, thì mình có thể cầm mình nắm mình cấu nó đó, nó mở ra được, nên những cái con này khá là hay luôn. Và được bọc hai bên là thuộc cái dạng cao su á, nên khi mình làm nó khá là êm tay. Mã 15 con này giá của nó là
430.000 nha các anh, 15 430.000 ạ. Và mã 16 là một con đê ha. Dòng đê này còn rất là đẹp, hàng của nhà Aeron giúp em ha, con đê của Aeron ha. Thì đây là một cái dòng cực kỳ là nổi tiếng rồi. Con em không cần phải giới thiệu nhiều về cái con này nữa, về phần ngoại hình thì con này vẫn còn rất là đẹp luôn nha các anh. Đó, đo về tổng chiều dài mã này sẽ là 17 cm nè. Chiều rộng của cái bàn này là 4,5 cm nha các anh, 4,5 cm. Các cái bề mặt đồ là vẫn còn ok, đóng tốt ha. Đê của nhà Aeron mã số 16 giúp em nha các anh. Đó, con đê mã 16 ạ. Và 17 là một con kìm của nhà Kellington nha các anh. Đây là một dòng kìm của Mỹ và cực kỳ khỏe. Con này nó có một cái chất thép rất là tốt ha, đến nỗi mà cái lưỡi cắt của nó có thể cắt đinh được luôn. Đó, nó cái dòng này rất là khỏe ha. Đó, vặn mở cắt các kiểu đều ok hết. Đây các anh thấy là như con này nó vẫn còn được cái logo của hãng này, Kellington này, USA này, các anh thấy không? Đó, tổng chiều dài của cái mã này sẽ là 22 cm giúp em. Chiều dài mã này là 22 cm. Với phần lưỡi của nó ở đây ha. Đó. Lưỡi con này ở đây thì còn tương đối, nó chỉ có một cái chỗ đây, với chỗ đây thì nó sẽ bị gọi là nó hơi bị sứt chút, nó tạo thành cái lỗ hở ở đây nè. Đó, nhưng mà khi mà các anh cắt á, thì nó vẫn cắt ok, không vấn đề đâu các anh. Do con này cắt nặng được hết á ha. Đó. Đây, bên trong răng lợi nè. Đó, là vẫn còn ok ha, răng lợi con này là còn đẹp. Mã số 17, con kìm Kellington hàng của Mỹ với chất thép dày dặn. Con này giá là 420.000 nha các anh. Mã 17, 420.000. Và mã số 18 là một con cần của nhà SK11 ha. Con cần của SK11. Con này thì tổng chiều dài của nó sẽ là 20 cm. Với cái đầu của nó là đầu 3/8 nha các anh. Đầu con này 3/8, có cái đầu nhánh nhả khẩu ở đây luôn ha. Có đầu nhánh nhả khẩu. Thì hoạt động rất là ok luôn. Con này mã số 18 giúp em. Giá của nó là 300.000 nha các anh. 18 300.000. Và mã số 19 là một con kìm cắt ha. Dòng này là kìm của Proto các anh. Mỗi tội là cái lô này của Proto, những cái thuộc cái dòng này á, là nó chỉ in thôi chứ nó không có khắc ha các anh. Thành thử khi mà mình làm vệ sinh thì nó bay mất cái tên hãng ha. Tuy nhiên thì các anh nhìn, anh nào mình xài Proto nhiều nên biết cái dáng và cái chất thép con này nó khá là đặc trưng ha. Đây, các anh thấy ngay cái phần lưỡi cắt là còn đẹp này, không có bị hở hiết gì hết nha các anh. Đó, lưỡi cắt là còn ok hết nha. Đó. Dạ rồi, con này mã 19 này tổng chiều dài của nó là 15 cm, mã 19. Giá của nó là 300.000 giúp em ạ, 19 300.000. Dạ 20 là một con mỏ lết khá là hay. Con mỏ lết này là của nhà Kajiro ha. Đó. Con mỏ lết này là của Nhật ha các anh. Nó chỉ nhớ thực size mini á, nó chỉ tầm 10 cm thôi các anh. Con này tầm 10 cm thôi, nó các anh sẽ dùng để mình vặn mở những cái ốc cái linh kiện nhỏ, hoặc là dùng để mình các anh gắn vô cái móc chìa khóa mình mang đi mình treo cũng rất là đẹp luôn ha. Hay là về phần ngàm của nó ha các anh. Đó. Để em mở con này, ngàm của nó thì tầm khoảng đây, con này chắc em nghĩ là cũng nhỏ hơn, tầm khoảng 1,4 cm ha, gần 1,5 á các anh. Đó ha. Đó. Dạ rồi, con này mã 20, con này các anh dùng để làm vặn mở hoặc là làm móc chìa khóa rất là đẹp ha. 250.000 giúp em ạ, mã 20, 250.000. Và 21 là một con tu lấy dấu. Con này là của nhà SK Nhật Bản ha. Đó. Dòng này thì như các anh thấy là về cái phần mũi của nó là còn rất là đẹp nha. Mũi con này cũng dạng mũi hợp kim này các anh. Đó, mũi con này thì vẫn còn nhọn đẹp, lấy dấu tốt. Thì như các anh biết là thuộc những cái dòng này, các anh chỉ cần nhấn là nó có dấu rồi, nó không có cần phải là dùng búa gì, biết gì hết ha. Tổng chiều dài tầm 13,5, lấy dấu nhanh, gọn lẹ, tiết kiệm thời gian. Mã 21, con này giá của nó là 350.000 nha các anh. Mã 21, 350.000 ạ. Và 22 là một con mỏ lết răng
Còng này là của nhà MCC Nhật Bản với size của nó là 15 cm. Thì mình nhìn chung về cái cấu trúc của cái con này thì các anh thấy là cái cấu trúc còn rất là đẹp và xịn ha. Từng cái thân rồi những cái đai các kiểu là con này làm rất là đẹp ha. Đó, để em mở cái phần răng lợi cho các anh nha. Đó. Đây các anh thấy không, răng lợi con này là vẫn còn rất là ok ha, răng lợi là vẫn còn rất là ok luôn, ngon lành cành đào. Dạ rồi, con này mã số 22, mã số 22, giá của nó là 300.000 nha các anh, 22 300.000. Dạ, mã số 23 là một con đánh lửa của Tiger ha các anh. Con này thì các anh có thể dùng trong hàng gió đá này, nó đánh ra cái tia lửa các anh. Đây nó chỉ đánh ra cái tia lửa ha. Đó. Thì khi mà các anh đặc biệt là ví dụ như những cái con khò ga mà nó không có đánh tia lửa trong á, nó dùng mùi lửa tia lửa ngoài thì các anh có thể dùng con này được luôn, hoặc anh nào làm bên hàng gió đá những con này nó cũng khá là ok ha các anh. Mã số 23, con này giá là 230.000 giúp em ạ. 23 230.000. Dạ, 24 là một con này là gọi là con dao rọc giấy của nhà Oifa. Tuy nhiên thì cái dòng này là dòng lớn ha. Dòng này nó của thuộc cái size XL lực các anh, size lớn ha. Chốt là chốt đồng này. Khi mà em mở cái lưỡi này lên thì các anh thấy ngay là cái lưỡi này nó sẽ gồm có một lưỡi nhưng mà hai đầu ha, rất là dễ xài luôn. Con này ngoài dùng để rọc giấy để can thì các anh còn có thể dùng để mình chiết ghép cành các kiểu đều được ha. Đó. Đây các anh thấy về phần lưỡi là đẹp nè. Đó, không xuất mẻ gì hết, con rất là ok nha. Và đối với cái dòng này thì các anh không cần phải thay lưỡi nhiều. Khi mà nó cùn á là mình mài luôn để mình xài luôn chứ mình không cần phải thay lưỡi nhiều ha. Mã số 24 giúp em, con này giá là 280.000 ạ. 280.000. Dạ, 25 là một con chuyển gấp của nhà Kanzawa ha. Thì cái dòng này thì nó rất là xịn rồi, ngon lành cành đào rồi nha các anh. Đó, dòng vít chuyển gấp ha. Đó, thì con này là hoạt động ngon lành cành đào ha. Đó, xoay trái xoay phải đều là ok hết. Đó, dòng vít chuyển gấp này thì các anh thấy cái chất thép đồ là tất cả các kiểu là ok. Nó xài cái mũi vít 6 ly 3 rất là dễ dùng ha. Dạ rồi, con này mã 25, giá của nó là 400.000 nha các anh. 25 400.000 ạ. Dạ, 26 ha các anh, là một con kìm đa năng, kìm con cá của nhà KTC. Size này là tổng chiều dài của nó là 20 cm, với các cái phần răng lợi bên trong. Đây các anh thấy là răng lợi là vẫn còn ok. Con này là răng lợi đẹp nha các anh, răng lợi đẹp giúp em nè. Nó sẽ có ba cái đây, nó sẽ có các cái chế độ kẹp dày kẹp mỏng đều được nè. Đó, các anh thấy không, đó nó từng cái nấc độ ha, và nó sẽ có hai cái nấc ngang để các anh có thể là mình nới rộng kích thước để mình làm. Mà dòng này thì ngon rồi, về tay cầm rồi còn đẹp, chất thép dày dặn. Mã 26, con này giá của nó là 350.000 nha các anh. 26 350.000 ạ. Dạ, 27 là một con kéo ha. Con này thì dáng khá là đặc biệt, để các anh có thể là mình cắt chỉ, cắt len, hoặc là mình tỉa mấy cái bông, cái cành hoa nhỏ đồ đó cũng rất là ok ha. Đấy, thường là làm trong mấy cái nghề thủ công gia đình đồ. Con này rất là đẹp này, các anh thấy không, đó ngon lành cành đào. Size nó mini thôi các anh, nó tầm khoảng là 9 cm thôi ha. Đó, ngon lành cành đào, mã 27 giúp em. Con này giá của nó là 100.000 nha các anh. 27 100.000. Dạ, 28 là một con kéo cắt thực phẩm. Con này hàng của nhà Daigu giúp em ha. Một con kéo cắt thực phẩm của Daigu. Con này là cái ngoại hình là còn mới ken luôn nè các anh thấy không. Các phần màu đồ ngoài hết của nó là zin hết luôn đó các anh. Đó, này phần lưỡi là bao ngon cho các anh luôn nè. Trời ơi, lưỡi xuất sắc chưa ạ, không đẹp không tì vết nha. Ở đây nó sẽ có thêm những cái đường răng cưa ở đây này, khi mà các anh làm việc đó các anh, đó là nó sẽ có cái độ cấu, nó không có bị trượt, mình cắt nó tốt hơn. Con này thì tổng chiều dài của nó là 20,5, phần lưỡi là tầm lưỡi con này là tầm khoảng 7 cm ha. Mã số 28, giá của nó là 350.000 nha các anh. 28 350.000. Dạ, 29 là một con chia hơi ha. Một con chia hơi này hàng của Nhật giúp em nha. Con này hàng của Nhật giúp em nè. Đó,
ngon lành cành đào giúp em ha anh Chi ơi. Dạ rồi, con này thì khi mà đai là đai thép hết các anh, gắn cái đầu chim và thì đây sẽ hai bên ha. Đó, đây mình nhét ống rồi đồ vô này, đó anh thấy không? Dạ rồi, con này hoạt động tốt ha, hàng của Daisen Nhật Bản, mã 29, giá của nó là 300.000 nha các anh, 29 300.000. Và mã số 30 là một con kìm tút dây của nhà Vixel Nhật Bản ha. Con này là kìm tút dây hệ B, nó có thể tút được ở các cái thông số là 1, 1.6, 2, 2.6 và 3.2. Đó, hoạt động ngon lành cành đào giúp em nha. Đó, thì đối với cây này nó có thể tút được nhiều cái phi, nhiều cái phi trên cùng một cái dụng cụ tốt ha, nó có thể tốt được nhiều phi trên cùng một dụng cụ tốt thì cực kỳ là ok luôn. Và đặc biệt là khi nó tốt nó không có bị ăn như cái dây đồng, tốt đầu dây, giữa dây, cuối dây đều được. Mã 30 giúp em, con này giá của nó là 350.000 nha các anh, mã 30 350.000. Và dạ, mã cuối cùng là mã 31 là một con búa của Mỹ ha các anh. Con búa này là dạng búa tạ size lớn ha. Thì cái trục chính này của nó là tầm 16 cm này. Hai cái đầu đóng của nó là đường kính là 5 cm nha các anh, rất là khỏe ha. Đó, rất là khỏe. Đây là cái về phần kén của nó này, các anh thấy không? Kén của nó này. Đó, để em quay cái phần đầu này. Tại vì nó khá là dài ha, nó dài lên tới 65 là nó phải dài gần 90 cm, lượng gần 1 m lượng các anh. Đó, con này là nó phải dài gần 1 m lượng ha. Đây là khoảng tầm là cho là 90 cm đi ha các anh. Đó, gần 90 cm. Made in USA, con này là búa hàng của Mỹ ha. Đây là các anh gọi là cực kỳ yên tâm về chất lượng luôn. Cái dòng này là đóng bao ngon cho các anh này ha. Đó, rất là khỏe. Dài lên tới, đây anh thấy không? Dài gần cả mét lận mà, nó dài phải 90 cm đó. Đó ha. Thì con này với cái tổng cả búa cả thân của nó luôn ha là nó nặng gật 5 kg, khoảng tầm 4.8-4.9 kg luôn đó các anh. Đây, khá là nặng ha, để các anh có thể là mình làm việc ngon lành cành đào ha. Búa của Mỹ, mã số 31 giúp em nha. Dạ rồi, em đã lên tổng cộng là 31 mã sản phẩm. Anh nào ưng mã nào thì chốt mã đó với em ha. Em xin cảm ơn tất cả các anh và hẹn lại các anh ở một clip sau ạ.